Bạn. Đấy, rồi ok. Anh em nhìn thấy gì không ạ? Lổ luôn anh em nhá. Chỉ một phát duy nhất, không đến phát thứ hai. Ở cự ly 45m anh em nhá. Đấy, cự ly 45m. Em đã đặt cái viên cây và đặt cái bật lửa đấy. Và em đã bắn lổ ở cự ly 45m anh em nhá. Em đo khoảng cách thực tế cho anh em xem luôn. Đấy. Để cho anh em không phải nghĩ ngợi luôn. Đấy. Đấy anh em nhá. Đấy. Cái cây Kondo Talon Mini này. Đấy anh em nhá. Đấy. Giờ em sẽ đo khoảng cách ở cái bờ ruộng kia anh em xem nhá. Anh em nhìn thấy không? Đấy anh em nhìn thấy không? 45m anh em nhá. Bờ cây. Đấy. Đấy. Rất ok đúng không anh em? Đấy, một cây Kondo Talon Mini như thế này. Đấy anh em nhá. Bem ở cự ly 45m lổ bật lửa luôn. Đấy, anh em nhá. Đấy. Thì lại xin giới thiệu qua về cái cấu hình của cây Kondo Talon Mini này để anh em có thể là nắm được anh em nhá. Thì đầu tiên là nó là cái kính anh em nhá. Đấy, kính bút neo 3-9x40 đấy. Kính này có đèn hồng tâm hỗ trợ anh em bắn ban đêm anh em nhá. Đấy. Alo. Còn bình là bình nhôm 0.35. Đấy, bình nhôm đít tròn anh em nhá. Đấy, sơn anlót trong ngoài. Bình này chịu áp là tầm khoảng là 300 cân quay về anh em nhá. Đấy, nên anh em lưu ý nhá, bơm thì bơm là khoảng 300 cân quay về giúp em anh em nhá, là cái áp an toàn của cái bình này anh em nhá. Van là van Superwell hộp đỏ, hộp to bản công ty anh em nhá. Đấy, van này thì là điều áp rất chi là tốt. Đấy, hồi áp rất chi là nhanh luôn. Đấy, van này anh em chơi và phản hồi rất chi là tốt về cái van này anh em nhá. Tay cầm là tay cầm gỗ mun hai mảnh anh em nhá. Đấy, chống mối mọt nhá. Con này càng dùng lại càng bóng luôn anh em nhá. Nên anh em yên tâm về độ bền của con này luôn nhá anh em nhá. Càng dùng càng đẹp. Giảm âm là giảm âm Sumo anh em nhá. Giảm âm 6 vách anh em nhá. Giảm âm Sumo độ triệt âm rất chi là tốt luôn. Đấy, bao êm cho anh em nhá. Ruột là ruột bọc đồng anh em nhá. Ruột bọc đồng. Đấy. Cò là cò ba mảnh vòm A anh em nhá. Đấy. Khung là khung XS2021 nha anh em nhìn này. XS2021 này, khung Talon Mili anh em nhá. Đấy, con Kondo Talon Mili này là dùng lòng 10 inch anh em nhá. Đấy, lòng trắng 10 inch anh em nhá. Đấy, anh em lưu ý nhá. Đấy, lòng khương tuyến, chơi kẹo 5.5. Đấy, cây này thì cứ bao cho anh em là khoảng 40-50m là quay đầu trở về anh em nhá. Đấy, em vừa test cự ly là 45m đây. Anh em thấy chưa? Đấy, cái góc test của em đây này. Ngày nào em chả đi test ở đây đấy. Anh em thấy không? Góc test của em đấy. Đấy, test thực tế luôn nhé, video thực tế không có cắt ghép bất kể một cái gì luôn anh em nhé. Thì nói sơ qua về cách thức giao dịch và mua bán anh em nhé. Để mua hàng thì anh em điện trực tiếp vào số điện thoại em để trên biển kia 0869329312. Đấy, hoặc là kết bạn Zalo hoặc là cứ gọi điện cho nhanh cũng được anh em nhé. Em sẽ trao đổi và tư vấn cho anh em từ cái cấu hình như thế nào để phù hợp với cái túi tiền của anh em. Anh em nhé. Bên em thì ship cả COD và gửi xe cả cây cho anh em. Đấy, ship COD thì là... nếu như một cây như thế này em đã chia ra làm hai gói hàng để gửi đi cho anh em nhé. Anh em nhận gói hàng nào thì thanh toán gói hàng đó. Đấy, còn gửi xe em sẽ hỗ trợ giáp và test ok như ngày hôm nay đây. Đấy, em ngày nào bọn em cũng đi test như này đây. Đấy, khi đây là anh em đặt cả cây của bên em nhé. Thì để gửi xe đấy, anh yêu cầu đi test cho anh ở cự ly 40-50m. Đấy, thì em đi test luôn đây. Cự ly anh em nhìn thấy không? Đấy, đi test thực tế như này xong rồi gửi xe cho anh em nhận xe thanh toán nhà xe nhá. Anh em lưu ý nhá, mua hàng có cọc nhá, cọc cho em trách nhiệm 100.000 hoặc là 200.000 anh em nhá. Tùy anh em đấy. Cọc và để lấy niềm tin mua bán với nhau để anh em có trách nhiệm nhận hàng thôi anh em nhé. Nên anh em cứ yên tâm. Đấy, hình ảnh em quay video như thế nào thì em sẽ gửi đúng hình, đúng mẫu như thế cho anh em. Nên anh em yên tâm. Đấy, cứ đặt niềm tin vào shop thì anh em sẽ nhận lại đúng như anh em mong muốn. Đấy anh em nhé. Rồi, một video ngắn em xin kết thúc ở đây. Đấy, chào anh em. Hẹn gặp anh em ở những video clip tiếp theo. Anh em xem video thì nhớ đăng ký kênh và ấn like video và ấn vào nút chuông để ủng hộ shop và để cập nhật những video mới nhất và của bên shop anh em nhé. Rồi chào anh em, chúc anh em thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công.